Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Đôi mắt sáng lên, trong lòng nhóc tỳ vô cùng nôn nóng, nó không còn để ý đến vết thương nghiêm trọng trên người mà nhanh chóng vọt tới. Trên vùng núi, cốt tiễn phảng phất lưu động ánh sáng màu vàng, vừa thần bí mà lại mạnh mẽ, nằm vắt ngang trên đống đá vụn lực lượng từ nó giải phóng ra khiến người ta sợ hãi. Thật là một cái bảo cụ đáng sợ. Nhóc thì vui sướng, nhặt bảo tiễn lên, cầm lật qua lật lại xem xét. Sau khi thu nhỏ lại, nó chỉ to bằng bàn tay. Toàn thân màu vàng óng ánh chói mắt, không cần phải nói nhiều, đây đúng là một cái chân bảo hiếm thấy, giá trị của nó khó có thể đong đếm. Cầm nó trong tay có cảm giác nặng trịch, nặng hơn rất nhiều các loại kim loại. Nó tạo thành bởi hai miếng xương hàm trên, hàm dưới tạo thành, nó lại được trải qua rèn luyện, săn sóc tốt, đã trở lên óng ánh, sáng loáng. Vốn đã biến dạng hoàn toàn, nếu không nhìn kỹ chắc chắn không nhận ra. Trên thực tế, nó thực sự rất đẹp, giống như được một vị đại sư giỏi nhất dùng tâm huyết cả đời rèn thành, hai con cầu long quấn quyết lấy nhau, trông rất sống động. Đúng là tác phẩm của thần tiên truyền lại trên đời khi nhìn qua cốt tiễn cũng không có vẻ sắc bén gì thậm chí sờ tới sờ lui chỉ thấy vô cùng trơn bóng nhưng trong lúc đối chiến lại đáng sợ kinh người ngọn núi cũng bị nó cắt đứt một cách đơn giản trên miếng xương vàng này có một ít hoa văn tuy rất mờ rất cổ cũng chính là cầu long loài hung thú thái cổ đáng sợ nhưng lại không phải là phù văn mà chỉ là một loại hoa văn xinh đẹp để trang trí quả là quang cảnh rất nhiều bộ lạc bị diệt là do nó gây ra nhóc tỳ vừa thúc giục lại thấy được hình ảnh thay phơi khắp đồng bộ cốt tiễn này có lai lịch thật kinh người không thể nghi ngờ nó là một bộ đại sát khí không thì sao có thể tạo thành sát kiếp lớn như vậy nếu đang đối địch xuất tiễn này ra quả thực là không có gì không phá được nhóc tỳ thí nghiệm một lần bảo tiễn bay ra bùm một tiếng một dãy núi thấp bé đã trực tiếp xoắn đứt. đã thấy nó trợn mắt há hốc mồm uy lực thật sự quá lớn Tuy vậy, lại thiếu hụt một điểm, tuy chỉ là một chiêu này mà tinh khí thần trong cơ thể nhóc tỳ đã bị tiêu hao đi rất nhiều. Khiến cho trong người nó biến thành trống rỗng, lắc lư một lúc. Tiêu hao quá lớn, không dễ vận dụng, nhóc tỳ lẩm bẩm. Khó trách lúc đánh nhau, con tế linh kia cầm bảo vật này cố sức như vậy. Dùng mấy lần thì thân thể run rẩy, để đến cuối cùng dẫn phát ra bệnh cũ, khiến thân thể nổ tan tành ta cũng không phải xuyên sơn giáp, lại không phải đồng loại với chủ nhân miếng xương này, không cần mơ mộng làm việc nghịch thiên là phục sinh miếng kim cốt này. Cứ coi nó là một cái bảo cụ hiếm thấy là được rồi, như thế thì cũng chẳng làm bản thân mình bị thương được. Mắt to lóe lên, nhóc thì đối với bảo tiễn đúng là yêu thích không buông tay. Với nó miếng cốt khí màu vàng trơn bóng này không có nguy hiểm gì mà ngược lại nó còn có thể bảo vệ bản thân. Vèo cốt tiễn hóa thành một vệt sáng vàng chui vào trong một miệng núi lửa trong người nhóc tì nó nổi lên chìm xuống trong dòng dung nham phun trào được thiên địa linh khí tẩm bổ sương mù tan rã vùng núi lại khôi phục yên tĩnh như cũ trên bầu trời một vầng trăng sáng đang treo lơ lửng nơi này chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn đất đá gồ ghề rừng cây cũng đã bị hủy diệt hết rồi từ xa xa truyền tới tiếng kêu thất thanh cảm giác như là rất đau đớn nhóc tì cùng tế linh đại chiến thời gian dài dường như đã san bằng cả vùng núi. Tất nhiên sẽ khiến bọn hung khấu bị ảnh hưởng rồi. Nhất là kích thước khổng lồ như xuyên sơn giáp mỗi lần ra đòn hoặc là xuất ra bảo cụ đều làm cho đất đá tung trời. Khiến cho rất nhiều tên bị thương, chỉ ít cũng ngộ sát hai ba mươi tên hung khấu. Sau khi mây mù tan đi, chiến trường cũng sáng sủa hơn đám giặc cướp núp sau tảng đá lớn đều đứng dậy nhìn về phía này kết quả khiến chúng lạnh buốt toàn thân tất cả đều ngây ngốc với nhau tế linh thua nó đã chết trên núi đối với bọn chúng chuyện này chẳng khác gì câu chuyện thần thoại đã bị phá hủy kích thích quá lớn trong lòng chúng địa vị con tế linh này chẳng khác gì thần thánh không thể chiến thắng được vậy mà bây giờ nó lại bị một đứa bé giết chết nó giết chết tế linh nó là thái cổ hung thú chuyển thế thành người à bọn cướp kêu to thể hiện sự sợ hãi mặt bọn chúng tái như màu đất cả người run rẩy đã mất đi tế linh sao còn có thể đi lại trong đại hoang này chắc chắn chúng sẽ chết rồi tất cả bọn chúng đều cho rằng tế linh không thể chiến thắng cho nên chúng ngồi đợi đứa bé này bị nuốt tuyệt đối không ngờ rằng sẽ thấy được kết quả không thể tin được này mày mày muốn gì muốn giết bọn tao sao một tên hung khấu run run bình thường khi giết người bọn chúng nào cảm thấy gì thế nhưng đến bản thân đối mặt cái chết thì cũng chẳng có gì ngoài sợ hãi đám người bọn tao phái đi đều bị mày giết sao bọn hắn thật sự sợ rồi chỉ một đứa bé thôi đã chém giết ba bốn chục người của chúng rồi sau đó lại tìm được và hạ gục tế linh nữa bây giờ lại muốn đầu của cả đám bọn chúng chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi giờ khác này trong lòng bọn chúng nhóc tỳ ngang ngừa với một con ác ma rồi. Ta không giết những người kia cũng không có ý định chém đầu từng đứa tụi bay, nhóc thì bình thản nói. a à hát, đám cướp reo lên vui sướng. Chỉ cận bọn cúng có thể sống sót thì không có gì là quan trọng cả. Vậy 30, 40 người kia đều còn sống. Vẻ mặt đại thủ lĩnh lộ ra khác thường. Không, chúng vùi thay trong bụng thú rồi. Nhóc tỳ đáp, mày bọn cướp biến sắc tức thì hiểu rõ, đây chỉ là một đứa bé, không chịu nổi nhiều máu tanh như vậy. Nên sẽ không tự mình ra tay nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Tộc trưởng gia gia nói, đối với kẻ ác quá khoan dung chính là dung túng cho bọn chúng tiếp tục gây họa, tiếp tục sẽ có nhiều người chết hơn. Nhóc Tỳ khẽ nói, nó giơ cổ tay lên, Chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn một cái vòng răng thú ong ánh xuất hiện từng cái sáng long lanh, trắng noãn như ngọc đây là kiện bảo cụ đầu tiên nó lấy được. Chính là thuộc về con tế linh ở bái thôn, xoẹt xoẹt. Tiếng xé gió vang lên, 40 điểm sáng trắng mút như ngọc bay về đám cướp phụt phụt máu tê tung tóe rất nhiều hung khấu bị phế đi tinh khí trong cơ thể tan biến hết. A à hát, không, mày. Bọn chúng vừa sợ vừa giận lại sợ tại trong đại hoang này mà mất đi chiến lực thì khác gì bị đẩy vào địa ngục chúng lấy gì mà chống lại mãnh thú đây. Đại thủ lĩnh muốn chạy trốn nhưng hắn lại được nhóc tì đặc biệt để ý vòng giang thú màu trắng bay lên quấn chặt lấy hắn khẽ xoắn một cái toàn bộ phù văn trong cơ thể hắn phai mờ hết. Trời ơi! Đừng! Nhưng mà mọi thứ đã muộn trong nháy mắt mấy chục tên bị ngã trên mặt đất thở phì phò trong lòng chúng tràn ngập sự sợ hãi. Từ lúc lên núi đến giờ, nhóc tỳ đã đánh bại rất nhiều tên. Nhưng cuối cùng đều chưa hề hạ sát thủ, nó giữ lại mạng sống cho bọn chúng để cho đại hoang tinh lọc những ác nhân này. Ta muốn biết các ngươi đến tột cùng đến từ ở đâu. Phục tùng kẻ nào, nhóc tỳ bắt đầu thẩm vấn, nó muốn biết hung khấu rốt cuộc thuộc về thế lực đáng sợ nào. Lúc đầu đám cướp không phối hợp, nhưng cuối cùng vẫn là có gì đều khai hết. Tiểu Tây Thiên nhóc tì lẩm bẩm hung khấu nói ra cái tên này nhưng hiểu biết của chúng lại có hạn bọn chúng chỉ là vâng lệnh làm việc tìm kiếm trí tôn thần tàng theo như truyền lại thì đã có manh mối rồi bây giờ cần thu thập rất nhiều hắc kim thu lại chờ khi phá phù văn trong cổ trận phải dùng đến hung khấu cũng không phải chỉ có một đội nhưng mà cũng chỉ có đám hung khấu này mới có tế linh mạnh mẽ như vậy mà con tế linh này chính là đến từ tiểu tây thiên kia sau khi giải quyết xong mọi chuyện, nhóc tì thả lỏng thần kinh căng thẳng xuống, đặt mông ngồi xuống rồi nằm luôn trên mặt đất. Thể xác và tinh thần mệt mỏi, trên người nó có mấy cái lỗ máu. Cột sống thiếu một chút cũng bị đánh gãy, toàn thân máu me, mình đầy thương tích. Trong trận chiến này, nó bị thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn chống đỡ đến bây giờ. Tế linh chết đi, đám giặc cướp lại mất đi chiến lực nhóc tì mới có thể thả lỏng hoàn toàn, nằm ở đó, muốn động cũng động không được nữa rồi phù văn lóe lên tự động giúp nó chữa thương nó khẽ rên lên lần này nó thật sự rất mạo hiểm mà đại chiến dường như nó đã mang cả mạng ra cũng thiếu một chút là chết ở đây rồi nó đại chiến với tế linh mấy trăm hiệp toàn bộ nhờ vào ý chí mạnh mẽ mà chống đỡ đến bây giờ rốt cuộc nó đã có thể thả lỏng rồi máu đã ngừng chảy từ lâu trong người nó đang rung động đùng đùng đây là trong người nó đang tái tạo lại máu thịt trùng tu lại thể xác và tinh thần Vèo, vèo, bóng lông xuất hiện, chỉ trỏ đằng xa, ý nó muốn nói cho nhóc tì biết. Đám vật cưỡi của bọn hung khấu đã bị nó khống chế rồi. Nó cũng nhìn ra được vết thương của nhóc tì rất nghiêm trọng, nó vò đầu bứt tai, rồi nhịn không được hét lên thảm thiết ý nó là. Lại muốn lấy máu ta ư? Quá xui xẻo rồi, đừng giả vờ kêu thảm thiết thế chứ, tao chưa hề nói lấy máu quý của mày cứu tao mà. Nhóc tì nhíu mũi nói, rồi nó lôi một cái bình ngọc từ trong lòng ra đổ ra một hạt bảo đan có mùi thơm ngát. lập tức thì bóng lông kêu lên, nó cảm thấy tức đến vỡ phổi, nhảy lên nhảy xuống, vuốt nhỏ quơ quơ. được rồi, đừng kêu nữa ta thừa nhận cái này là do máu của mày luyện thành, nhưng chỉ là phần thừa còn lại của khi đó thôi. nhóc thì chột giả giải thích. ực ừ, ực, ừ, nó đã nuốt xuống bảo dược chỉ một lát, tinh khí toàn thân bành trướng, dược đan đã tan ra chữa thương thế của nó một cách nhanh chóng, đúng là hiệu quả thần kỳ bóng lông rất cực phẩm nó chạy tới cướp lấy cái bình ngọc dốc vào trong miệng mình rồi định nuốt xuống ai dè lại phát hiện cái bình trống không nó tức giận kêu la rồi ném cái bình đi thật xa bóng lông à nó là dùng màu của mày kết hợp với một ít thuốc cổ luyện thành mà mày cũng muốn ăn sao hay là sau khi trở về chúng ta lại luyện thêm một lò nữa nhóc thì dùng giọng thương lượng nói chít chít bóng lông nắm bàn tay nhỏ màu vàng, lườm nhóc tì một cái thể hiện sự khinh bì. Chuyện này đánh chết nó cũng không đồng ý. Đi thôi, sau nửa canh giờ nhóc tì đứng dậy, lại tiếp tục long tinh hổ mãnh ba miệng núi lửa xuất hiện, dung nham chảy ra đi vào trong người nó, làm cho nó tràn đầy tinh thần. Long tinh hổ mãnh chỉ người rất nhiệt tình, rất phấn chấn, khỏe mạnh, có tinh thần. Bóng lông, mày xử lý bọn hung khấu này đi. Nhóc tì phân phó. Bóng lông hướng về phía rừng núi phía xa kêu to một tiếng, mấy con cự thú xuất hiện, bọn chúng nó nhìn như hổ đói từ lâu, lập tức chạy về núi rừng bị tàn phá. Cuối cùng toàn bộ bọn hung khấu đều phải đền tội, không sót một tên nào. Vừa đi được vài dặm, nhóc thì đã gặp lại tộc trường, lão đã rất vội vàng khi đi đến đây, trên mặt lão tràn đầy lo lắng. Nhóc thì cảm thấy trong lòng thật ấm áp, tộc trưởng ra ra lo lắng vì nó, thấy nó lâu mà không quay lại, đây chẳng phải là muốn liều cái mạng già của lão mà đến rồi. Ra ra, cháu ở chỗ này, nhóc à, cháu, không việc gì, tốt quá rồi. Lão tộc trưởng rất kích động. Sau khi lão nhìn thấy mấy chục con hung thú chờ cái xác vàng óng ánh bị chia năm xẻ bảy của con xuyên sơn giáp lại càng trợn mắt không nói được gì. Giết chấm con tế linh kia rồi sao? Vâng nhóc tì gật đầu, ha ha ha, lão tộc trưởng cười to, nước mắt giàn rụa, lão cảm thấy vô cùng sung sướng và khuây khỏa, cảm giác đứa nhóc này đã trưởng thành. Có thể bay lượn ra bầu trời xa rồi. Hai người cùng nhau chạy về, đi được mười mấy dặm thì gặp gỡ một nhóm người, đấy chính là nhóm đàn ông trung niên như Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao. Từng người từng người đỏ ngầu hai mắt tư thế như muốn liều mạng. Cái gì, cháu chém chết con tế linh khổng lồ kia? cả đám đờ ra, sau đó bắt đầu cười lớn. Mọi sự khẩn trương và sâu lo bị quét sạch sành xanh, bọn họ mang chiến lợi phẩm trở lại làng. Lúc này thạch thôn rất yên lặng, chỉ có bọn họ mà thôi, những người khác đều đã rời đi. Mau mau, mau đuổi theo bọn họ suốt đêm. Gọi bọn họ trở về. Việc vui lớn như vậy nên bọn họ không thể đợi đến bình minh, muốn cho hết thảy tộc nhân đều biết để trong lòng mọi người khỏi lo lắng. Ra ra, cháu đi ngủ trước đây. Giấc ngủ này nhóc tì ngủ rất say khi tỉnh dậy đã là hoàng hôn ngày hôm sau rồi. Lúc này trong thôn mùi thịt thơm nước mũi. Từng người từng người cười không ngậm miệng vào được đang thu thập huyết nhục của tế linh trong nồi thịt hầm tỏa ra ánh sáng lờ mờ tinh khí rồi rào đến đáng sợ. Một đám trẻ con càng là chạy tới chạy lui kêu ầm ĩ đây chính là huyết nhục tế linh trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới mà hôm nay sắp được ăn rồi. Nhóc thì cậu thật lợi hại à, lại có thể chém giết tế linh một đám trẻ con bao vây lấy tiểu Thạch Hạo, chúng nó rất hưng phấn cùng kích động. Tiểu ca 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 thật lợi hại, sau này phải dạy cho đệ đó. Trong mắt Thạch Phong sáng rực, nó gần như sùng bái nhóc ti. Còn đám đàn ông trưởng thành thì vội vội vàng vàng, huyết nhục tế linh ẩn chứa tinh huyết cần phải xử lý tốt, đây là bảo bối khó có thể phỏng đoán được giá trị. Chỉ có một phần nhỏ thịt được luộc và quay, thịt và cốt phải luyện chế với lão dược mới có hiệu quả cao hơn, huyết thải tộc nhân đều thu được đại ích thể chất sẽ tăng cường rất nhiều. Ngay cả những tộc lão cũng bận rộn cả ngày, bảo huyết cùng gân mạch quý giá nhất đều do bọn họ tự mình thu thập. Với thạch thôn mà nói, săn giết được một con xuyên sơn giáp cũng tương đương với chiếm được một bảo tàng, sử dụng tốt có thể phát huy ra tác dụng càng to lớn. Một đêm này các tộc nhân cực kỳ vui sướng. Đầu đầu cũng có tiền cười cười nói nói, mọi người ngồi quanh đống lửa trại náo náo nhiệt nhiệt ăn thịt tế linh thơm nức lửa trải bừng sáng vang vọng những tiếng kêu lốp đốp. Nơi này trở nên cực kỳ náo nhiệt tộc nhân thỏa thích ăn mừng. Những người trưởng thành như Thạch Phi Giao thì vừa cắn miếng thịt lớn vừa ngồi nói chuyện khích lệ con cái của mình có sức mạnh lớn tương lai nhất định sẽ là đại anh hùng có thể bạt sơn cử đỉnh sao. Uy chấn trốn đại hoang này sao bạt sơn cử đỉnh nhổ núi nhấc vạc dùng để nói về người có sức khỏe phi thường đương nhiên người được khen nhiều nhất vẫn là nhóc tỳ Thạch Lâm Hồ còn quát lớn hài tử cháu cũng chẳng còn bé nữa mấy tháng nữa cũng 8 tuổi rồi hơn nữa lại có bản lĩnh lớn như thế thì cũng nên có một mối hôn sự đi cháu xem hồ nữ nhà ta thế nào nhóc Tỳ cảm thấy lung túng nói a thúc cháu còn nhỏ mà Thạch Lâm Hồ trừng mắt nói nhỏ cái đếch gì a thúc đã thành hôn năm 12 tuổi lúc đó còn lâu mới lợi hại như cháu có bản lĩnh sớm như cháu bây giờ là có thể rồi tất cả lũ trẻ vừa ha hà cười lớn vừa nháy mắt với nhóc tỳ thạch lâm hồ lườm tụi nó một cái rồi nói cười cái gì mấy đứa cũng không còn nhỏ đến thời điểm xem xét rồi đúng rồi đại trắng nhị mãnh bì hầu tiến bộ thần tốc trong hai năm qua bản lĩnh cường đại cũng nên thành hôn rồi không sai cũng nên thành hôn rồi có tộc lão gật đầu a à, cả đám trẻ kinh hô tất cả đều cảm thấy xấu hổ ánh lửu chạy chiếu dọi lên khuôn mặt đỏ bừng của chúng Đối với những đứa trẻ khác mà nói thì những lời này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng với nhóc tì thì có chút khó xử. Bởi vì phía sau có mấy cái tiểu nha đầu trực tiếp bức cung. Gia Gia cùng phụ thân nói muốn ta cùng với mi đính hôn à, khi nào thì mi đáp ứng đây. Con gái của Thạch Phi giao lớn tiếng hỏi, ta vẫn còn nhỏ, không muốn thành hôn, nhóc tì vò đầu, khuôn mặt nhỏ bé nóng bừng một bên khác, hồ nữ đang vuốt vuốt bím tóc, một tay nhỏ chống nạnh, tuổi tác còn nhỏ hơn nhóc tì, cũng chừng mắt to hét lớn, nhóc tì. Ca chừng nào thì cưới muội khi nào ca nói muốn kết hôn với muội suýt chút nữa thì nhóc tì chạy chối chết, thực sự nó rất lúng túng. Ha ha, những người lớn đều cười to, hài tử cháu có tính toán gì không? Cuối cùng, tộc trưởng cười hít mắt hỏi nhóc tì. Cháu muốn đưa thanh phong đến bổ thiên các chúng cháu muốn tu hành trên đường tới đó. Không phải Gia Gia đã nói rồi sao, đọc vạn quyền cốt thư không bằng đi 10 vạn dặm đường. Nhóc thì đáp, nhưng bây giờ cháu vẫn còn nhỏ quá mà đường xá lại quá xa xôi. Với lại chúng ta cũng không biết bổ thiên các ở nơi nào. Lão tộc trưởng lo lắng, hài tử cháu không được quyết định việc này một cách qua loa. Những tộc lão khác cũng khuyên nhủ để nó nhất định phải thận trọng. Tiểu thạch hạo gật đầu nói, vâng, cháu biết à, cháu sẽ đợi liễu thần tỉnh lại. Liễu thần nói muốn dẫn cháu tiến vào một thế giới thần bí để xem một chút. Hơn nữa giờ cháu cũng không yên tâm. Vạn nhất đám giặc cỏ kia lại xuất hiện thì làm sao? Một đêm này tất cả tộc nhân đều thoải mái, ăn uống tới tận đêm khuya, bọn họ bàn luận trên trời dưới biển. Giảng giải rất nhiều cố sự thân bí bên trong đại hoang, khiến cho lũ trẻ cực kỳ say mê. Điều khiến tộc nhân tiếc nuối nhất chính là trong thời khắc sống còn xuyên sơn giáp tự hủy đi nguyên thủy bảo cốt và phá nát lân phiến, không có để lại bảo thuật nào hết. Sau nửa đêm, thạch thôn không được an bình, đám trẻ réo lên không ngừng như quỷ khóc. Bởi vì nhất thời tham ăn, ăn thêm mấy khối thịt tế linh, cả người phát sáng, khô nóng khó chịu. Bọn nó chạy khắp cả thôn, cuối cùng đều nhảy vào trong hồ nước để hạ nhiệt. Rõ ràng tộc lão nhắc nhở qua, mỗi người chỉ được ăn nhiều nhất hai khối thịt, không được ăn no như ăn cơm. Vậy mà kết quả vẫn thành như vậy. Mãi tới tận hừng đông, một đám trẻ con cùng với vài người trẻ tuổi mới bò từ trong hồ nước lên ảo não trốn về nhà mình. Ha ha, một ít tộc nhân dậy sớm, sau khi nhìn thấy tình cảnh này thì bắt đầu cười lớn. Không nghi ngờ chút nào, con tế linh này rất phi phàm, trong cơ thể có hàm chứa một cỗ sức mạnh tinh túy được coi là bảo dược cho thân thể có tác dụng cải thiện thể chất tộc nhân một cách hiệu quả. Năm đó bất ngờ đạt được toan nghe di thể, người cả thôn ăn toàn bộ cả con. Bởi vậy thể chất người trong thôn được cải thiện rất nhiều, bằng không thì làm sao một đám trẻ có thể tu tập được cốt văn. Phải biết một bộ lạc cả vạn người cũng khó có thể tìm ra một cường giả bàn huyết cảnh. Mà ngày sau tất cả những hài tử này đều có cơ hội đột phá vào hiển nhiên thái cổ di trùng bảo thể phát huy tác dụng to lớn, dẫu sao thì cũng quá mức khó cầu, nó có thể coi là vô giá. Đỉnh cấp đại bộ lạc muốn có ý đồ với nó có thể gặp phải họa diệt tộc. Bởi vì toan nghê không phải là thái cổ di trùng bình thường. Tuy rằng con tế linh này không sánh được với toan nghê nhưng nó cũng không phải vật phàm. Lai lịch rất lớn, nó xuất thân từ tiểu tây thiên thần bí nên tuyệt đối không phải tế linh của bái thôn có thể so được sao Tây Thiên, tín đồ đạo Phật Trung Quốc thời xưa gọi Ấn Độ, thế giới cực lạc. Cõi cực lạc chắc đây là một thế lực liên quan tới Phật giáo chăng? Trên thực thế, xuyên sơn giáp phải mạnh hơn rất nhiều so với sức chiến đấu của nó, chỉ bởi vì nó bị trọng thương trong quá trình ôn dưỡng cùng phục sinh cốt tiễn màu vàng mới khiến nó bại vong. Thoáng cái thời gian nửa năm vội vã trôi qua tế linh khổng lồ bị người trong thôn ăn hết sạch. Thực lực đám trẻ con tăng nhanh như gió, trình độ cốt văn đều cực cao kết quả này khiến cho tất cả lão nhân rung động, đến nỗi cười không ngậm miệng vào được, suýt chút nữa túm xuống cả dâu mép trắng như tuyết. Không chỉ bọn nhỏ, cũng có mấy người trưởng thành đột phá. Tỷ như Thạch Lâm Hồ cùng Thạch Phi Giao. Kỳ thực thời gian bọn họ tu tập cốt văn còn trước bọn nhỏ. Từ khi tộc trưởng trở về từ ngoại giới đã cho bọn họ học tập cốt văn. Chỉ do đã qua độ tuổi tu hành tốt nhất từ lâu nên thành tựa không được như mong muốn. Trong mấy năm qua, không những có toan nghê di thể lại còn một con tế linh phi phàm huyết nhục của chúng nó ẩn chứa quá nhiều thần tính tinh hoa nên đã cải thiện thể phách của bọn họ rất nhiều vì vậy nhiều năm tu hành và tích lũy của bọn họ dần dần bao phát ra thạch lâm hồ và thạch phi giao cùng thăng cấp vào bàn huyết cảnh hơn nữa cảnh giới không hề thấp tu vi thâm hậu mọi người không khỏi than thở thái cổ di trùng với tế linh của tiểu Tây Thiên thần bí thực sự siêu phàm, không hổ là huyết nhục bảo dược hiếm thấy, không gì đổi được. Lại mấy tháng nữa trôi qua. Cách thời điểm liễu thần ngủ say cũng sắp một năm, hiện nhóc tì cũng 8 tuổi rưỡi rồi. Trong khoảng thời gian này, nhóc tì sử dụng bảo dược được luyện bằng máu thịt của tế linh để làm phụ trợ. Mở ra, miệng núi lửa thứ bốn xuất hiện ở sau lưng, dung nham, chảy xuôi, tinh khí cuồn cuộn, hết sức thần bí thật chậm à sắp một năm rồi mà chỉ tăng thêm được một cái nhóc thì tự nói cảm thấy càng ngày tu thành càng khó khăn text được lấy tại truyện phun sau khi lão tộc trưởng nghe mấy lời này mãi không biết nói gì cuối cùng lau mồ hôi lạnh nói cho hắn như thế này đã được xem là kỳ tích rồi rất nhiều người cả đời cũng khó tăng thêm dù cho năng khiếu cực cao cũng chưa chắc đã tăng thêm một tầng trong vòng mấy năm thật vậy à vậy thì cháu yên tâm rồi Nhóc thì hài lòng nở nụ cười, không còn lo lắng. Động thiên cảnh, bên trong hoặc bên ngoài cơ thể người hoặc mở ra một cái bất hù thông đạo hoặc mở ra tịnh thổ, đây cũng là một thế giới, dựa vào điều này có thể câu thông hư không vô ngần. Cướp đoạt thiên địa tạo hóa, để phù văn thần lực trong cơ thể mình tăng vọt. Từ đầu chí cuối duy trì ở trạng thái cường thịnh nhất. Dựa theo lời lão tộc trưởng giải thích thì bây giờ tiểu thạch hạo đã được xem như đại cao thủ ghê gớm ở động thiên cảnh nó đã mở ra được bốn cái bất hù thông đạo có mấy người cả đời cũng chỉ mở ra một thông đạo dựa vào thông đạo này rút lấy lực lượng của thiên địa như vậy có thể tiến vào cảnh giới cao hơn nhưng không thể leo lên đỉnh cao thành tựa đến đây cũng tới phần cuối lão tộc trưởng giải thích bình thường sau khi cường giả mở ra bốn năm cái động thiên sẽ bắt đầu cân nhắc tích lũy chờ mong một ngày đột phá từ bên trong động thiên phun trào ra vô tận phù văn thần lực để bản thân có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Lão tộc trưởng tiếp tục giải thích người có thể mở ra 6 cái động thiên đã được xem là người tài ba ở cảnh giới này. Còn mở ra 7 cái động thiên được coi là thiên tài hiếm thấy. Nếu người nào đó có thể mở ra 8 cái động thiên tất nhiên là người có thiên phú dị bẩm ít ỏi như Phượng Mao Lân Giác sao. Thường người nắm giữ 9 cái động thiên chỉ xuất hiện trong sách cổ ghi chép, trên thực tế nếu có thể xuất hiện thì tất nhiên đó là những người thần tư ngút trời. Sao phượng mau lân giác, lông vũ chim phượng và sừng của kỳ lân là những thần thú hiếm thấy trong truyền thuyết câu này dùng để chỉ những thứ hiếm hoi ít có. Nhóc tì chớp mắt to, chăm chú lắng nghe thì ra nó có thể cân nhắc vượt cửa ai lúc này. Dựa vào bốn cái động thiên tiến vào đại cảnh giới cao hơn. Thế nhưng nó không thể thực hiện lựa chọn này. Y theo lời tộc trưởng, mỗi khi mở thêm một cái động thiên thì tiềm năng sẽ mở ra nhiều thêm một bộ phận nếu như một cái động thiên thì cơ số tiềm năng là một hai cái động thiên thì là hai cứ thế suy ra đến tám cái động thiên chính là tám chênh lệch thực sự quá to lớn thời gian trôi qua sau khi hung khấu bị diệt vẫn chưa xuất hiện nhóm hung khấu khác tiểu tây thiên không có phản ứng gì có lẽ cho rằng xuyên sơn giáp đã chết ở trong bụng thái cổ di trùng nơi đại hoang trong thời gian này mọi người thạch thôn đừng có một lần xuất động đào lên hắc kim mà đám hung khấu cất giấu tuy chỉ có nửa mét vuông nhưng cũng nặng hơn vạn cân đây là vật liệu quý hiếm để rèn đúc binh khí cũng là kim loại hiếm dùng khắc chế trận pháp có thể thu thập được nửa mét vuông có thể thấy rõ bọn chúng tạo bao nhiêu sát kiếp trong nhiều năm qua những người chết trên tay chúng nhiều vô số kể nửa tháng sau gió mắt nhẹ thổi từng con sóng nhỏ lan tăn nhẹ nhàng nối nhau dàn đều trên mặt hồ xanh biếc cây liễu ở đầu thôn sau một năm vắng lặng bỗng nhiên phát sáng vầng sáng xanh tươi sông lên tận trời cao bao phủ toàn bộ sơn mạch một vầng sáng mông lung a à, liễu thần thức tỉnh rồi người trong thôn kinh hô sau đó hết sức vui mừng tế linh đã phục sinh rồi bọn họ không cần phải lo lắng gì nữa cho dù có dị trùng cường đại xâm lấn thì bọn họ cũng tin tưởng liễu thần có thể ngăn cản ở thời khắc này bất luận là nam hay nữ già hay trẻ tất cả mọi người đều chạy tới đầu thôn tiến hành tế tự hành lễ với liễu thần Rắc 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 lúc này lục hà rực sáng, vỏ cây già bóc ra. Tại chỗ này mọc ra mấy cành non xanh biêng biếc trong phút chốc lại xuất hiện quang vụ mờ mịt vạn vạn điểm lành giáng xuống. Liễu thủ tân sinh lần thứ hai mọc ra bốn cành non trưởng thành cấp tốc rất nhanh đã dài tới mấy mét cùng cái cành trước kia không khác nhau chút nào. Năm cái cành liễu xanh mơn mờn, tỏa ra bảo quang bao phủ toàn bộ đại địa thần bí khó lường, nó tỏa ra một loại chấn động hết sức kinh người tộc nhân vui sướng liễu thần càng hùng mạnh hơn thần cây màu đen đã có một phần nhỏ khôi phục màu xanh lục sinh cơ bừng bừng ánh sáng xanh biếc khuếch tán để cả vùng thế giới này đều tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng nặc liễu thần người khỏe không à có tộc lão run giọng nói ta rất khỏe lần trầm miên này cũng kết thúc rồi liễu thần truyền âm thần hy biến mất lục quang rút đi như thùy triều từ bên trong ngọn núi lớn sơn mạch khôi phục lại như trước ngày hôm đó thạch thôn an mừng rất náo nhiệt có liễu thần ở đây sẽ không còn phải lo hung khấu trả thù ngươi rất giỏi có thể giết chết một con tế linh nó không hề đơn giản đã vượt qua động tiên cảnh rồi chỉ là căn cơ bị phá nát nếu không thì ngươi gặp nguy rồi liễu thần thông qua mấy khối cốt còn lại của xuyên sơn giáp là có thể hiểu rõ hình hình của nó ngay khi đó liễu thần cháu đã mở ra được bốn cái động thiên y theo tộc trưởng gia ra luận tiềm lực cháu hy vọng có thể mở ra toàn bộ tiềm lực trong mắt nhóc tỳ lộ ra ánh sáng ước ao sau một phen giao lưu liễu thủ đã sáng tỏ mấy cảnh liễu đong đưa như đang nhẹ nhàng lắc đầu nói tám động thiên chính là cực hạn sao đây cũng chỉ là tiêu chuẩn của nhân tộc mà thôi chín động thiên cũng không phải chỉ có trên sách cổ ghi chép mà có thực a à, nhóc tỳ kinh hô chăm chú lắng nghe dựa theo tình hình thời kỳ thái cổ mà xem cây liễu vừa mở miệng nhóc thì liền biết nhất định lại lấy cảnh giới của thái cổ hung thú mạnh mẽ để so sánh, đây là một tiêu chuẩn rất đáng sợ. Quả nhiên cây liễu tiếp tục nói thời đại thái cổ những ác thú như chu tước thao thiết. Cho rằng ở động thiên cảnh mà có 9 động thiên thì có thể xưng vương, nhưng 10 động thiên mới là cực hạn. Là tôn sư chân chính của cảnh giới này. Liễu thần, người có biện pháp gì sao? Nhóc thì nghe ra ý tứ trong lời nói của tế linh ta đã nói chờ ta thức tỉnh có thể dẫn ngươi đi tới một thế giới thần bí để tham quan, ngươi đồng ý sao? Nói không chắc ở nơi đó ngươi có thể gặp tới tiểu ca ca thạch nghị của ngươi, tuy rằng đây cũng không phải là gặp gỡ chân thân. Cháu đồng ý, nhóc tỳ kiên định gật đầu. Được rồi, cháu đi nói với tộc nhân một tiếng, để tránh họ lo lắng, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Cây liễu truyền âm thật là sấm vang chấp giật. Vừa nói xong đã muốn khởi hành rồi. Vâng nhóc tì cũng không hỏi nhiều, lập tức quay người chạy tới nhà tộc trường. Thông báo tình hình một cách nhanh chóng và đơn giản. Thạch Vân Phong cùng mấy vị tộc lão đều ngẩn ngơ, đám người Thạch Phi giao nghe tin chạy đến cũng cả kinh, mọi người đều vì nhóc tì lau mồ hôi. Đó là một nơi như thế nào? Nơi có thể chiến đấu với thú con của các loài cùng kỳ, tất phương, tiêu đồ, thậm chí sẽ gặp phải trùng đồng giả thạch nghị, nghe có chút kinh người. Hài tử, cháu nhất định phải cẩn thận a. À? nơi đó là địa phương nào làm sao lại gặp phải dòng dõi của hung thú thái cổ cháu nhất định phải chú ý an toàn a à, loại rèn luyện này thật là đáng sợ đây là thí luyện khi còn nhỏ của thần linh sao bọn họ vô cùng khiếp sợ trong lòng càng lo lắng nhóc ty rất dứt khoát sau khi báo cho tộc nhân liền nhanh chóng trở về không có trì hoãn một chút thời gian trực tiếp xếp bằng dưới gốc cây cháy đen vẻ mặt nó trịnh trọng đã chuẩn bị tốt để lên đường vậy được rồi để cho chúng ta mở ra thông thiên lữ trình cây liễu truyền âm thanh âm mặc dù nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng cũng có một loại uy nghiêm năm cảnh liễu đột nhiên bay vút lên hóa thành xích thần trật tự óng ánh rực rỡ sông ngược lên trời oanh một tiếng mây xanh rực cháy làm trời đất biến thành một màu xanh biếc năm cảnh liễu tỏa sáng rực rỡ xuyên thủng bầu trời giống như mở ra một cánh cửa pháp tác trên bầu trời sương mù mờ mịt hoàn toàn mông lung thần bí mà lại thâm thúy vù một tiếng run nhẹ nhóc tì cảm giác mình rời khỏi chỗ ngồi nó xuyên qua cánh cửa sương mù mông lung tiến vào một vùng trời đất kỳ lạ đây là nơi nào nhóc tì phát hiện xung quanh sương mù mông lung như hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt tất cả thoạt nhìn đều mơ mơ hồ hồ tới nơi này một đoàn ánh sáng nhu hòa màu xanh lục tỏa ra cây liễu xuất hiện ở phía trước nó cắm rễ giữa trời đất hướng dẫn nhóc tì tiến lên sương mù tan dần phía trước trở nên trống trải tràn đầy vẻ thê lương cùng xa xưa như là một mảnh thế giới bị vứt bỏ giống như một mảnh cổ giới bị bỏ hoang nhóc tì kinh dị sương mù mỏng dần nhóc tì đứng dưới gốc cây liễu nhìn về phía trước nó thấy từng tòa kiến trúc đổ nát rất nhiều cung điện sụp đổ giờ chỉ còn gạch vỡ ngói vụn Đi xem một chút đi." Cây Liễu truyền âm, Nhóc Tỳ bước tới, trước mắt nó là cảnh tượng hoang vu khắp nơi đều là gạch vụn, những cung điện, đền thờ trước kia đều đã bị hủy diệt, tỏa ra một loại khí tức tang thương và cổ xưa. "Đây là địa phương nào?" Nhóc Tỳ lần thứ hai dò hỏi. "Hư thần giới." Cây Liễu trả lời. "Hư thần giới?" Nhóc Tỳ chấn động trong lòng. Vừa mới nghe được danh tự này liền cảm thấy nhất định không đơn giản, nếu không tại sao lại dám đặt tên như vậy? Có một cách nói, đây là thế giới sau khi thành thần sẽ tiến vào." Cây Liễu nói, "A, à, nhóc tì giật này cả mình, chính mình lại tiến vào thần giới." Loại cảm giác này rất không chân thực, thậm chí hơi dọa người. Còn có người nói, do thần linh là sinh vật mạnh nhất được tiên dân thời thượng cổ quỳ bái. Cùng nhau dùng cảm giác tinh thần xây dựng lên mảnh thế giới kỳ lạ này. Cây Liễu lại nói ra một loại cách nói khác thần linh được tiên dân thượng cổ thờ phụng đã cùng nhau xây lên thế giới tinh thần nhóc tì trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi nó cúi đầu nhìn một chút mảnh phế tích dưới chân lại nhìn từng ngọn thái cổ thần sơn bị gãy rời ở phía phương xa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là một thế giới rất chân thực a à, chân thân của mình rõ ràng đứng ở chỗ này nếu là thế giới do tinh thần xây dựng lên còn có thể đặt chân sao nhóc tì sinh ra nghi vấn có một điều ta muốn sửa lại, bây giờ ngươi cũng không phải chân thân mà chỉ là ý chí tinh thần. Cây liễu nhắc nhở, nhóc Tỳ không tin, dùng sức nhéo cánh tay của mình, nó cảm thấy đau đớn, đây không phải trong mơ, cũng không phải giả tạo, cảm giác rõ ràng rất chân thực a, à, bất kỳ một loại sinh linh nào. Tinh thần đều là thần bí nhất, càng thần bí hơn thân thể. Cây liễu truyền âm giải thích cho nó, tinh thần của ngươi tiến vào ở nơi này giống như đã tái sinh một lần. Cùng chân thân không hề khác gì nhau. Nhưng đây chỉ là ý chí của cháu A, cũng không phải là thân thể, tại sao chân thực như vậy? Thật là khó phân rõ. Nhóc tì mê hoặc, đây chính là chỗ thần bí của hư thần giới, cũng là giá trị của nó, ở nơi này tinh thần được rèn luyện. Sau khi trở về thế giới hiện thực sẽ mang theo tất cả cảm ngộ trở về thân thể, cùng lột xác giống như chân thân tu hành ở chỗ này. Cây liễu giải thích, nơi này thật quỷ dị. Nhóc tì thán phục nó dẫm lên gạch vụ phát ra âm thanh răng rắc phế tích to lớn và trống trải về phần dãy núi xa xa càng có khí thế hào hùng mặc dù đều bị đánh gãy nhưng vẫn làm cho người cảm thấy nguy nga và thần thánh những thứ này nếu như đều được xây dựng bằng tinh thần vậy phải dùng đến thần thông lớn cỡ nào a à? cây liễu than thở có một loại truyền thuyết thời thượng cổ đã xảy ra biến động lớn dẫn đến mảnh thế giới tinh thần này cũng rách nát rồi vì vậy mới xuất hiện nhiều phế tích như vậy tiên dân cúng bái thần linh một vài có lẽ là thần một vài chính là các loại sinh vật thái cổ thuần huyết như chư kiền ly vẫn áp giữ đó là một thời đại cực kỳ phức tạp và thần bí cháu phải rèn luyện bản thân ở thế giới tinh thần này sao nhưng là nơi này không có thứ gì từ lâu đã là một vùng đất bị vứt bỏ nhóc ty rất khó hiểu sai rồi thế giới này hùng vĩ vô biên ngươi chỉ nhìn thấy một góc nhỏ liễu thần sửa lại nói cho nó biết còn có những khu vực rộng lớn ở đó có rất nhiều sinh linh. Đó là những sinh linh như thế nào? Nhóc tì hiếu kỳ, giống như người tinh thần từ ngoại giới tiến vào hiện ra ở bên trong hư thần giới. Cây liễu trả lời, bọn họ cũng có thể đi vào, hơn nữa có rất nhiều người. Nhóc tì kinh ngạc, đúng, giống như một quốc gia chân thật. Cây liễu nói. Tiếp theo, nó giải thích những ngưỡng người kia tiến vào bằng cách nào, người có từng nghe nói qua chuyện cả nước cùng tế thiên. Vâng, cháu biết, nhóc thì gật đầu, từ thời thượng cổ đến bây giờ, có một số quốc gia cổ tín ngưỡng cổ đại thần linh đã sớm chết rồi, nhưng bọn họ vẫn còn thờ cúng. Cả nước cùng cúng tế rất trang trọng và thành kính. Nguyên nhân trong này có rất nhiều, chủ yếu là vì kế thừa đồ vật do thần linh lưu lại. Có thể đi vào hư thần giới, chính là một trong những bảo tàng kế thừa tư thượng cổ thần linh. Chỉ cần không cải biến tín ngưỡng, hàng năm các quốc gia cổ này tiến hành tế tự cường giả liền có thể cảm nhận được hư thần giới. Thần bí như vậy, trong lòng Nhóc ti bị xúc động mạnh, hai mắt nó trong suốt suy nghĩ nghiêm túc thật lâu, cảm thấy tăng thêm không ít kiến thức. Cây Liễu nói, cả nước cùng tế, sau khi cả quốc gia cổ được tán thành, có thể nhận được phúc phận khi một người tu hành đến một trình độ nhất định liền có thể cảm ngộ và ra vào hư thần giới thạch thôn nằm trong đại hoang cách quốc gia cổ rất xa xôi cũng không tiến hành tế tiên tự nhiên không thể đi vào hư thần giới lúc cây liễu mang theo nhóc tì tiến vào cũng không phải sử dụng phương pháp của quốc gia cổ vì vậy không nhìn thấy những người khác mà xuất hiện ở trong một khu phế tích hoang lương người từ nơi này đi ra phía ngoài có thể rất nhanh tiến vào nơi rèn luyện chân chính cây liễu truyền âm nó không tiếp tục tiến lên mà dừng bước ở đây cứ như vậy một mình nhóc tì lên đường đi ra mảnh phế tích to lớn này trong lòng nó vẫn có rất nhiều nghi vấn chỉ là cây liễu đã trở nên mơ hồ không cùng nó tiến vào mà nói cho nó biết có thể tìm tất cả đáp án ở phía trước sương mù càng ngày càng ít nhóc tì dần dần tiếp cận một thế giới sáng sủa Cuối cùng, nó cũng đi ra phế tích, bước lên một tảng đá lớn lóe lên phù văn, trên tảng đá có khảm lên mấy miếng xương thú trắng bóng. Đây là nguyên thủy bảo cốt sao, xem ra rất hiếm thấy cùng quý giá. Nhóc Tỳ kinh ngạc ngồi xổm xuống, muốn dùng tay gỡ ra. Soạt nhưng mà Nhóc Tỳ chưa kịp làm gì thì một cái thông đạo màu vàng xuất hiện, trực tiếp rời nó đi chỗ khác. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái nhóc tì phát hiện mình xuyên toa rời khỏi chỗ cũ trong phút chốc xuất hiện ở một địa phương khác cũng có phù văn dày đặc. Đồng dạng là một tảng đá xanh, phạm vi có khoảng một trường. Trên tảng đá cũng có mấy miếng bảo cốt lưu truyền sức mạnh phù văn thần bí. Lần này, nó hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ một miếng xương, sau đó bỗng nhiên dùng sức muốn đánh nứt mặt đá lấy ra phù cốt. Tảng đá này rất quái lạ, phi thường cứng rắn hơn nữa mấy miếng phù cốt đồng thời phát sáng tạo thành một tấm hoa văn bảo vệ tảng đá nó đang làm gì tại sao phải phá hỏng thông đảo trời ạ à, nó đang đào bảo cốt trên tảng đá thật đúng là cực phẩm a à, lẽ nào nó không biết đây là thông đảo chỗ này căn bản không thể lay động sao chấm chấm một đám âm thanh lớn chuyển đến bàn ra tán vào rất là náo nhiệt nhóc thì ngạc nhiên nhanh chóng đứng dậy phù văn bên người từ từ lờ mờ có thể thấy rõ tình hình chung quanh rồi một đám người vây quanh tảng đá đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó tuổi tác nhỏ như vậy a à, chẳng trách cái gì cũng không hiểu càng mơ hão phá hỏng con đường đi về ngoại giới đào đi phù cốt dù sao đều là rất cực phẩm lại làm chuyện như vậy người lớn trong nhà không có nói cho nó biết sau khi vào hư thần giới phải làm gì sao nhóc tì vò đầu phát hiện mình có thể đã làm một việc ngốc nếu không tại sao đám người kia lại nhìn nó như vậy nó nhỏ giọng nói bảo cốt ở chỗ này đều là vật có chủ sao ta không biết cho nên mới làm như vậy đám người yên lặng tộc nhân của ngươi không có giới thiệu cho ngươi tình huống của nơi này sao mới tới hư thần giới nhất định sẽ bị đưa vào sơ thủy địa sau khi ở đây tu hành viên mãn muốn tiến vào khu vực có cấp độ cao hơn phải sử dụng thông đạo phù văn Ngươi đi vào đây, không có chuyện gì nghiên cứu thông đạo này làm chi. Hơn nữa nó còn muốn đào đi bảo cốt thực sự là. Có một cái người trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi lắc đầu kiên trì giải thích cho nó vài câu cảm giác không biết phải nói gì. Khà khà, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu cười lớn. Khuôn mặt nhỏ của nhóc thì đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, nói như vậy những bảo cốt này là vật vô chủ tiếng cười của mọi người im bặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói tới nói lui nó vẫn muốn đào xưa ngà trời ạ à, đứa nhỏ này cũng thật là cái cực phẩm vẫn còn đang đánh bảo cốt chủ ý đây là con cháu của gia tộc nào a à, giáo dục kiểu gì vậy chẳng lẽ lớn lên trong rừng hoang đọc truyện online mới nhất ở tiuienfuell vn một đám người không biết nên khóc hay cười cảm giác như là đang đối mặt người nguyên thủy thằng nhóc này ngốc một cách đáng yêu, tại sao có thể có loại biểu hiện này đây? Rốt cuộc nó thuộc về cái bộ tộc nào? Sau khi trở về thế giới hiện thực nếu là thân phận bị tìm ra, nhất định sẽ làm cho tộc này trở thành trò cười, đây là tin lạ a. Đây không phải chư thần dùng tinh thần xây dựng thế giới sao, ta cảm thấy những bảo cốt này nhất định có giá trị cực lớn, cũng không phải ta lòng tham. Chỉ là muốn đào ra nghiên cứu một chút, nhóc thì nhỏ giọng giải thích. Thật là khiến người ta không còn gì để nói rồi, tất cả mọi người không biết cùng nó nói gì cho tốt. Ha ha, cuối cùng mọi người chỉ có thể cười to. Mặc dù nơi này là Sơ Thủy Địa cũng không phải là cao tầng động thiên phúc địa, nhưng là không phải tùy tiện có thể phá hư. Một lão già cười hắc hắc nói, những phù cốt này cực kỳ hiếm có cùng quý giá, nếu như ngươi có thể đào ra ta sẽ đổi bằng rất nhiều tinh bích. Tinh bích là cái gì, mọi người choáng váng làm sao mà cái gì thằng bé này cũng không biết lẽ nào nó thực sự từ trong rừng già nguyên thủy đi ra hay sao? Được rồi, chờ cháu đào được bảo cốt rồi hãy nói. Lão già kia cau mày nói. Vâng, được rồi, nhóc tì dùng sức gật đầu. Nó tiến vào hư thần giới chính là để mài rũa cùng học tập. Theo như liễu thần giảng thì đồ vật xuất hiện ở nơi đây cùng thế giới thực đối ứng với nhau, tất cả đều có nguyên hình. Nó sống ở trong đại hoang, phi thường hoang vu, đối với ngoại giới căn bản không biết gì. Lúc này dựa vào những thứ nơi này để tìm hiểu, thế nào mà đến Tinh Bích là gì nó cũng không biết. Những người sau khi nghe thấy tin tức này đều ngạc nhiên xem Nhóc Tỳ như sinh vật lạ. Đứng ở cách đó không xa chỉ chỉ trỏ trỏ, Nhóc Tỳ gõ gõ đập đập ngồi xổm quanh tảng đá này một trượng, nghiên cứu mấy khối cốt phù kia, dáng vẻ hết sức chăm chú cực phẩm a à, nó lại thực sự muốn đào bảo cốt trên thông đảo xưa nay chưa từng có ai làm như vậy a à, thằng nhóc này cũng quá tham tài đi ta rất muốn xem nó đào ra bằng cách nào còn chưa từng nghe thấy ai có thể làm được việc này đây ha ha xác thực ngu ngốc một cách đáng yêu nó là con cái nhà ai mà chạy tới đây để nghịch bảo thế này một đám người ngồi chế diễu cảm thấy đứa bé này rất thú vị nó cũng quá tham chứ nếu như nhóc tì là người lớn thì đã sớm bị mọi người kinh bì 100 lần, nhưng mà bây giờ lại khiến mọi người không nhịn được cười, cảm thấy nó quá ngốc. Hai từ, có muốn mượn dụng cụ hay không, đại thúc cho cháu mượn một cái. Một người trung niên cười híp mắt mang theo ý trêu chọc nói. Nhóc tì cũng không ngẩng đầu tiếp thu hảo ý của người ta. Dứt khoát nói, muốn, đại thúc cho cháu mượn một cây búa nặng hai vạn cân đi. Mọi người đờ ra, điều này cũng thái quá à. Đây là cây búa chứ không phải nhà tranh, ai ăn nhiều rừng mỡ đi đúc cây búa nặng như thế, có thể vung lên sao? Lại nói nó mới bao nhiêu tuổi, mở miệng muốn một cây búa hai vạn cân, đây là tự cao và tự tin biết bao. Không có cái hai vạn cân nhưng có một chiếc hai ngàn cân. Bịch một tiếng, người trung niên ném cái búa to bằng cái cối say nhỏ. Khiến mặt đất lún thành một cái hố sâu. Cháu sợ sẽ dùng hỏng mất nhóc ty vẫn không có ngẩng đầu lê lê cái mông ngồi nghiên cứu đẽo gọt mấy khối phù cốt trên tảng đá lớn sao đứa nhóc này lại nói thế sắc mặt người trung niên trở nên xám xịt cảm thấy mình bị trêu đùa nói không có việc gì cháu cứ dùng đi hỏng rồi không cần cháu bồi thường há được rồi thế cháu không khách khích nữa nhóc ty gãi gãi đầu cuối cùng như nhớ ra điều gì đó nói đúng rồi đại thúc đây không phải là thế giới tinh thần do cổ thần minh xây dựng sao sao đại thúc có thể mang theo một cây búa? lẽ nào đây cũng là tinh thần ý chí của người sao? lượn lượn chỗ khác chơi ngay mi mới là cây búa ý cho mi dùng thì dùng nói nhảm nhiều thế chán người trung niên nổi lên gân xanh một người lão nhân râu tóc bạc trắng hào tâm nhắc nhở nói hai tử có thể nhấc hoặc dơ lên một cái vũ khí cũng không có nghĩa sẽ sử dụng tốt bởi vì cần phải tốn mười mấy lần sức mạnh mới dùng được cháu phải cẩn thận một chút đừng có tổn thương chính mình cháu biết nhóc tỳ gật đầu sau đó tập trung vào con chim nhỏ có đôi cánh xinh đẹp trên bà vai lão hỏi lão ra từ con chim này cũng chính là người chứ hóa thành bộ dáng này lượn lượn chỗ khác chơi ngay lão nhân vung tay áo sắc mặt cũng xám xịt làm sao đều như vậy kiên trì chỉ điểm cháu một lúc không được sao nhóc tỳ lẩm bẩm âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy đứa bé nghịch ngợm này không ít người đều nói ra câu như thế, nó hỏi toàn những vấn đề lung ta lung tung, cố ý trêu chọc chúng ta phải không? Chuyện được copy tại chuyện phun khi mọi người đang oán thầm thì nhóc tì vung búa lớn lên đập vào tảng đá lớn, vang một tiếng con thật lớn, đinh tai nhức óc đốm lửa bay loạn. Được thật mạnh à? Lại có thể vung búa lớn lên? Có người gật đầu, cong con con cong, sau một khắc mọi người bưng kín lỗ tai, nhóc tì vung lên búa sắt giống như gà con mổ thóc không ngừng đập về phía tảng đá những âm thanh kim thạch va chạm vang lên khiến màng nhĩ của mọi người đều sắp thủng rồi đây chính là hư thần giới khiến cho người ta cảm thấy chân thật như chân thân ở đây không hề khác gì nhau cuối cùng keng một tiếng cây búa biến hình đầu búa gãy lìa khỏi chuôi bay ra ngoài mọi người trợn mắt ngoác mồm tên nhóc này lại thực có tài nhanh như thế đã làm hỏng một cây búa lớn sức mạnh thực sự không nhỏ nhóc thì sốt sắng, vội vàng mở miệng, nói, đại thúc người nói không cần cháu bồi thường búa sắt. Nói thế nào đi nữa thì nơi này cũng là thế giới tinh thần. Vũ khí có thể hiện hữu ở đây đều không quá kém, nó sợ không đền nổi. Nhìn thấy nó khẩn trương như thế mọi người đều nở nụ cười, chỉ riêng người trung niên quặm mặt lại, hừ một tiếng. Hắn thực sự rất đau lòng ta nói nè đến cùng cháu có thể hay không đào được bảo cốt đừng lãng phí thời gian của chúng ta chờ cháu thể hiện tài năng chứ những người khác trêu cười nói đây là lần đầu tiên cháu vào đây không có kinh nghiệm gì để phá giải các vị thúc thúc tì tì có đề nghị gì không chỉ bảo cho cháu nhóc tì hỏi mọi người thật không biết phải nói gì cho phải Ai ăn nhiều rừng mỡ đi phá giải thông đạo hư thần giới, đừng nói là bọn họ chính là đi mời một con thái cổ hung thú đến cũng chưa chắc có thể đánh nát à. Kỳ thực bọn họ rất muốn nói đứa nhóc này có điểm ngu ngốc rõ là rảnh rỗi không có việc gì mới đi làm việc cực phẩm như thế để lôi kéo mọi người đến xem. Thiếu niên, tiếp tục đi, dùng hết sức mạnh của cháu ta rất xem trọng cháu. Có người mang ý nghĩ xấu, lớn tiếng cổ vũ, hy vọng có thể thấy nó tiếp tục đào bảo. Một vị thiếu nữ tốt bụng khuyên nhủ. Căn bản không có cách giải, không ai có thể phá, trừ phi cháu có thể khai sáng một loại kỷ lục nào đó, ở trong hư thần giới muốn lập nên kỳ tích. Chỉ có đánh vỡ một ít cực cảnh mới được. Thiếu nữ tiến lên giải thích đây là thế giới do cổ thần minh xây dựng lên, chư thần đã cân nhắc chu đáo. Trong đó có một hạng chính là có thể bồi dưỡng đời sau có tiềm lực cường đại ở nơi này mặc dù năm tháng dài đằng đẵng đã qua đi nhưng quy tắc trật tự ở nơi này vẫn còn vận chuyển bất kỳ ai có thể đánh vỡ một loại cực cảnh nào đó ở đây sẽ nhận được chỗ tốt nhất định hơn nữa trong quá trình này hư thần giới chắc chắn sẽ bảo vệ che lấp khí thế của người thi pháp không có để bảo thuật hắn sử dụng bại lộ trước người khác nhằm bảo vệ bí mật nơi này là sơ thủy địa bất luận tu vi của ai mạnh mẽ cơ nào cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực ở bàn huyết cảnh không thể nào vượt qua thiếu nữ bổ sung a à, lại thần kỳ như thế nhóc thì mở to hai mắt đúng muốn phá cực cảnh ở nơi đây chỉ có thể sử dụng thực lực bàn huyết cảnh cứ việc có nhiều người từ lâu vượt qua cảnh giới này nhưng không cách nào sử dụng nguyên lại là như vậy à nhóc thì gật đầu sau đó mắt to tỏa sáng nói nếu như cháu thành công sẽ nhận được chỗ tốt gì, mọi người choáng váng, đứa nhóc còn thực sự tin tưởng mình có thể sáng lập một việc vĩ đại à mãnh nhân như thế sao có thể tùy tiện xuất hiện. Lại nói nhìn thế nào, cũng thấy nhóc con có điểm ngu ngốc, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đứa bé ngốc này rõ là cái gì cũng không biết. Một người bên cạnh bĩu môi, nói, lúc nữa nó sẽ khóc cho xem. Không ít người đều khoanh tay, cười hì hì, chuẩn bị xem nhóc thì làm trò cười cho vui tốc độ của cháu rất nhanh, cháu dự định vượt qua cực cảnh tốc độ. Nhóc tì nghiêm túc nói ra, người có thể thử xem, mấy người cười khà khà nói rằng. Sau một khắc cả người nhóc tì phát sáng, các loại phù văn xuất hiện lít nha lít nhít, nhanh chóng bao phủ nơi này. Nó muốn làm gì, mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy các loại hào quang bay lượn. Rất nhanh bao phủ toàn bộ tảng đá, không ai có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nó muốn thi triển bảo thuật sao? Sao ta cảm thấy cũng không phải rất mạnh mẽ à? Mọi người có điểm hoa cả mắt nơi này cốt văn thực sự rất nhiều, đan dệt thành màn ánh sáng óng ánh. Nó thực sự định chạy nhanh, vẫn định sáng tạo cực cảnh tốc độ ở đây sao? Việc này với Đào Bảo Cốt không liên quan à? Mà đúng lúc này, phụ cận tảng đá lớn dựng lên một vùng ánh sáng, ngăn cách nơi này cùng ngoại giới. Quy tắc trật tự của hư thần giới bắt đầu tiến hành bảo vệ nhóc ti khí thế của nó lập tức thay đổi, đôi mắt trong suốt bắn ra hai luồng tia điện, vung đầu nắm đấm mạnh mẽ nhằm vào tảng đá lớn. Uy thế kinh người, đùng, nó chỉ vận dụng lực lượng của thân thể chứ không phải lấy bảo thuật oanh kích tảng đá lớn, lúc này lực lớn kinh thiên, ngay khi va chạm bùng lên một vầng sáng chói mắt. Khủng bố cực kỳ. Răng rác một tiếng vỡ vụn phát sinh, nhóc tì kinh hỉ nó đã có tác dụng, trước đây nó từng vận dụng sức mạnh phù văn thế nhưng phát hiện mấy khối bảo cốt trên tảng tá sẽ bạo phát thần văn. Tiến hành phòng ngự, sau mấy lần thử nghiệm, nó phát hiện sử dụng sức mạnh phù văn càng ít thì mấy khối bảo cốt đàn hồi càng giảm. Hiện tại nó chỉ vận dụng sức mạnh thân thể nên mấy khối xương hầu như không có phát sáng thủ hộ tảng đá lớn. Dù, thế khối đá này cũng cực kỳ kinh người. Một tay nhóc thì lay động một cái đừng nói là đảng đá xanh Ngay cả một khối thần thiết cũng có thể phá nát Nhưng nó vận dụng mười mấy vạn cân tự lực cũng chỉ đập tảng đá nứt một cái khe mà thôi Tiếp nào trong đôi mắt nó thần quang trong vắt Vận dụng sức mạnh lên tới cực điểm mà bàn huyết cảnh có khả năng nắm giữ vỗ vào tảng đá Giống như sóng lớn vỗ bờ khí tức cuồng bạo chấn thế Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy răng rắc răng rắc rốt cục dưới sức mạnh lớn lao của thân thể cực cảnh tảng đá lớn chia năm xẻ bảy mấy khối bảo cốt óng ánh rơi rụng trên thảm cỏ. Thành công, nhóc tỳ đại hì, nhanh chóng nhặt lên một khối phù cốt trắng noãn trơn bóng, lóe sáng long lanh. Đột nhiên mấy khối bảo cốt khác phát sáng, trực tiếp phá không mà đi, ngoài ra tảng đá lớn cũng hóa thành mưa ánh sáng, từ đây biến mất. Điều này làm cho nhóc tỳ rậm chân, nói, a à, sao lại chạy? Dừng lại cuối cùng nó chỉ chiếm được một khối bào cốt tỏa ra ánh sáng sáng lạn một đám người trợn mắt ngoác mồm lại thực sự thành công rồi hầu như không ai tin được từng người từng người con ngươi suýt chút nữa lồi ra sao có thể có chuyện này à không thực chút nào dối cha a chỉ bằng nó làm sao có khả năng khai sáng một hạng kỷ lục một đám người kêu to nhưng mà âm thanh của Nhóc Tỳ so với bọn họ còn lớn hơn, nó tức đến nổ phổi kêu lên, "Ta làm sao chỉ được một khối bảo cốt còn ba khối nữa đâu?" "Sao lại bay đi?" Bất luận nhìn như thế nào đều thấy nó mang dáng vẻ của tiểu tham tài, ở nơi đó vừa kêu vừa gọi, mọi người xem thật không biết nói gì. "Ta, ta, đều là của ta, sao lại chạy?" Nhóc Tỳ kêu la, "Không phải trong tay ngươi có một khối đó sao?" Một người tức giận nói ra, đây cũng quá bất công, tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mắt lại thành công. Vốn là còn có mấy khối a, nhóc Tỳ nói. Mọi người thật không biết nói sao cho phải cảm giác đau răng, đau dạ dày, đau phổi, một lão già nói, đừng kêu gào, mi công kích thông đạo hư thần giới. Làm sự việc cực phẩm không chắc chắn như thế, không bị trừng phạt là may lắm rồi, dành cho mi một khối bảo cốt xem như chứng minh ngươi đã thành công. Như vậy sao? Nhóc Tỳ gãi gãi đầu nhỏ giọng nói, vậy lần sau cháu lại thành công còn có thể thu được một khối phải không? Mọi người choáng váng, tên nhóc này. Biểu hiện của nhóc thì thật sự làm người khác há hốc mồm. Không ngờ nó lại có thể thành công. Việc này khiến tất cả mọi người đều hết nói nổi có còn thiên lý nữa hay không đây trời. Phải biết rằng, đó chính là thông đạo của hư thần giới. Trong quá khứ ai dám có ý đồ với nó làm như vậy thuần túy là no cơm ấm cật và đại nghịch bất đạo thằng nhóc này sau khi đi vào liền giống như đứa hám tiền hơn nữa cuối cùng không ngờ còn lấy được một cục xương cả đám người chửi bới khó mà chấp nhận sự thật này thằng nhóc ngốc này cũng có thể đột phá cực cảnh tại sao ta lại cảm thấy có gì đó mờ ám nhỉ nhưng lại biết không đúng ở chỗ nào đến nó cũng phá được kỷ lục à có nhầm không vậy lát nữa ta cũng đi thử xem sao lẽ nào mình còn không bằng một thằng nhóc nhóc tì tay cầm bảo cốt trong lòng vui mừng, cứ lật qua lật lại mà xem. Phù cốt trắng tinh không tì vết, lưu chuyển màu sắc trong suốt lấp lóe ở trong có ẩn chứa phù văn mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Tiểu hữu chúng ta không phải đã ước định rồi sao? Nếu cháu có thể thành công, ta sẽ lấy lượng lớn tinh bích tới để đổi cục xương này. Một ông lão dâu tóc hoa dâm cười tít mắt đi tới. Cháu ước định lúc nào? Cái này cháu còn phải nghiên cứu nữa, không đổi. Nhóc Tỳ từ chối, ông lão cũng chưa từ bỏ, cười ha hả nói, "Không phải cháu muốn biết tinh bích là cái gì sao? Để ông nói cho mà nghe." "Hiện tại cháu không có thời gian để nghe, còn phải nghiên cứu khối bảo cốt này." Nhóc Tỳ còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, bộ dáng không hề bị lay động. Thằng nhóc bướng này, ông lão căm giận. Trước kia nhóc Tỳ còn thỉnh giáo ông ta nhưng ông ta lười không muốn nói nhiều. Kết quả bây giờ lại bị chơi ngược chủ động giải thích với thằng nhóc ngốc nghếch này tinh bích là cái gì, vậy mà nó lại hờ hững. Tiểu Hữu nể mặt ta cho cháu mượn vũ khí, có thể suy nghĩ bán bảo cốt cho ta được không? Ở bên, một người trung niên tiến lại, hóa ra là truy thúc à, nhóc tì ngẩng đầu, người trung niên chán nổi gân xanh, nói, nói lại một lần nữa. Cái búa đó không liên quan gì tới ta cả. Nguồn tiuyenfull.vn không phải cái búa đó là của thúc sao? nếu không thì sao thúc có thể cho cháu mượn, hơn nữa hiện tại còn nói nể tình thúc cho mượn vũ khí. Nhóc thì chớp chớp đôi mắt to, rất là khó hiểu, thằng nhóc chết toi này, người trung niên căm giận suýt nữa bùng nổ, mọi người cười ha ha. Kế tiếp ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên nóng bỏng, mặc dù trong lòng đều kêu to không có thiên lý nhưng họ vẫn vây tới. Tất cả đều nhìn chằm chằm phù cốt óng ánh trong tay nhóc tì bỗng có một tấm bia đá nổi lên, quanh nó là sương mù lượn lờ, ở phía trên xuất hiện một hàng chữ, mỗi một chữ đều phát ra ánh sáng chói mắt, vang vang rung động. Đánh vỡ thông đạo sơ thủy địa thưởng một khối nguyên thủy bảo cốt. Hàng chữ này không ngừng chấn động, thiết họa ngân câu hơn nữa còn vô cùng rực rỡ, chiếu rọi vùng trời này. Giống như vạn kiếm cùng kêu, làm kinh động mọi người ở gần đó. Thật đúng là đã sáng lập ra một kỷ lục hư thần giới đã ghi chép lại và thông báo cho thiên hạ biết rồi. Mọi người giật mình, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thằng nhóc ngốc này thoáng cái đã nổi tiếng rồi. Lần đầu tiên đi vào liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật là. Tất cả mọi người đều hết cách. Cảm giác chẳng có chút thiên lý nào cả. Bia đá lóng lánh bay tới gần nhóc tì, để nó rất là khó hiểu, lầm bẩm ngươi còn nợ ta ba cục xương đấy. Mọi người phát rổ lên, thằng nhóc tham lam này đúng là đã là lúc nào rồi mà còn vẫn nhớ tới chuyện đó chứ? Khác xuống tin tức liên quan để hoàn thiện kỷ lục này đi. Ông lão có một chim ngũ sắc ở trên vai nhắc nó. Cảm ơn điều ra, lượn lượn đi chỗ khác ngay. Ông lão tức giận dâu dựng đứng lên, nhóc tì gãi đầu, sau đó đứng ở trước bia đá. Nó thấy tất cả đều rất mới mẻ, nhưng lại có cảm giác không biết hạ thủ như thế nào, vẽ vời nửa ngày cũng chẳng viết nổi một chữ. Không cần viết tin tức chính xác, có thể tùy ý mà viết, ví dụ như mình thích nhất cái gì." Cô gái hảo tâm đó nhắc nhở. Nhóc Tỳ vui mừng, giơ tay lên và vẽ vời liền một mạch ở phía trên cùng viết năm chữ thích nhất uống sữa thú. Trên bia đá lấp lóe phù văn, vết tích mà nó viết lập tức phát ra hào quang in dấu ở phía trên, sán lạn chói mắt. Tất cả mọi người đều hóa đá, nháy mắt trở nên yên tĩnh. Làm sao vậy? Nhóc Tỳ cảm thấy không ổn. Trong sát na, cả đám người đều bật cười, miệng khó mà ngậm lại được, có mấy người còn ôm bụng mà cười. Cái tên này thật sự thú vị nha. Ha ha ha, thằng bé ngốc không phải là ngươi vẫn còn chưa rứt sữa đấy chứ, cả đám người cười mãi không thôi. Cái gì đây là tên à, không phải nói cứ viết thứ mình thích nhất. Yêu nhất lên sao? Mặt Nhóc Tỷ lập tức đen lại, đúng là quá khó xử rồi. Thiếu nữ tốt bụng đó giải thích ý của tỷ là không cần viết tên thật, chỉ lấy tên bảo cụ bình thường yêu thích nhất hay tên của thần cầm hay thần thú thay vào là được rồi. Tên của tỷ ở đây chính là Thải Loan. Nhóc tỷ làm mặt khổ, nhỏ giọng hỏi. Vậy còn sửa được nữa không? Không được, cả đám người đồng thời trả lời thanh âm to lớn, dù nhìn kiểu gì thì cũng đều giống như đang chê cười nó. Nhanh đi, còn một hàng nữa chưa khắc kia kìa. Có người dục bia đá vẫn ở trước mắt, nó lưu truyền thần hy, có một loại sóng năng lượng tường hòa. Chờ nhóc tỷ khắc vào một hàng chữ nữa. Một khắc này, Thạch Hạo không còn dám viết bậy nữa, do dự rất lâu rồi hỏi: "Lần này phải viết cái gì mấy người nói rõ, cháu nghe xem." Về phương diện đó, cháu trai đã đột phá, được cực cảnh, cứ viết như thật là được rồi." Một người trung niên nói. Lần này, bọn họ lại không cười, tất cả đều rất trịnh trọng chờ Nhóc Tỳ hạ bút. Nhóc Tỳ trực tiếp viết ở phía trên hai chữ cực tốc, lần này chắc không sai rồi chứ, nó nhỏ giọng lẩm bẩm. Có người gật đầu nói: Ừ, đúng rồi. Nếu là thật thì sau này hư thần giới sẽ bảo vệ cháu ở mức độ nhất định dù sao thì cháu cũng đã thiết lập một kỷ lục ở sơ thủy địa. Còn có cách nói này nữa sao? Nhóc thì mở to mắt. Có điểm đứng ngồi không yên. Nếu là nói láo thì sẽ không được những lợi ích như vậy rồi. Nghe nói còn sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Tiến hành một vài bài rèn luyện đặc thù nữa. Người ở bên cạnh bổ sung. Nhóc thì ngẩn người, khuôn mặt nhỏ càng đen hơn đúng vào thời khắc này, không chỉ là sơ thủy địa mà kể cả là ở trong các động tiên ở tầng cao hơn đều có bia đá nổi lên, chúng tỏa ra hào quang chói mắt mấy hàng chữ liền xuất hiện. ô, có người phá kỷ lục rồi, là ai? đột phát cực cảnh gì vậy? chấm chấm, vào giờ khắc này cả hư thần giới đều chấn động. bất cứ một loại kỷ lục nào đều không có ai dám coi thường. kỷ lục đại biểu cho đỉnh cao nhất ở một lĩnh vực nào đó đáng để mọi người tôn trọng thích nhất uống sữa thú, lúc mọi người đọc được mấy chữ này liền vẻ mặt quái dị, đây là một cái tên vớ va vớ vẩn. Ai lại thừa cơm mà đặt một danh hiệu như vậy chứ, tên này không phải là một tên sắc lang đấy chứ, he he he. Không ít người đều bật cười, mọi người tiếp tục đọc xuống. Lúc đọc tới hàng chứ, đánh vỡ thông đạo sơ thủy địa liền lập tức bùng nổ. Không phải chứ, làm ra loại việc nhân thần cộng phẫn như vậy mà còn được thưởng một khối bảo cốt. Có còn thiên lý nữa hay không đây? đây là ai vậy no cơm ấm cật không có việc gì làm hay sao mà lại đi phá hủy thông đạo của hư thần giới quá cầm thú rồi mà các nơi ồ lên tất cả mọi người đều chửi bới không thôi hư thần giới mênh mông nhưng chỉ cần xuất hiện kỷ lục mới thì mọi người đều sẽ quan tâm bởi vì đó chắc chắn là một cường giả đáng sợ đại biểu cho cực cảnh ở một lĩnh vực nào đó quá cầm thú rồi tiểu tử này là ai đúng là người và quỷ cùng tức giận thật sự không thể tha thứ cảm thấy buồn chán cỡ nào mà lại đi phá hủy thông đạo khó trách lại là kỷ lục mới bởi vì chưa từng có ai làm như vậy cả tất cả mọi người đều căm giận không thôi việc không thể chấp nhận được nhất chính là hư thần giới lại thưởng cho kẻ đó một khối bảo cốt phù cốt khảm ở trên thông đạo là bảo bối hiếm có rất có thể là xương của thái cổ di trùng ở thế giới này có tác dụng lớn Tấn Công Thông Đảo cũng lấy được bảo cốt à vậy để ta đi thử xem sao. Các nơi đều bùng nổ, rất nhiều người đều đố kỵ và mê tít mắt, ngày hôm nay cả hư thân giới đều ổ lên, đầu đầu cũng đang bàn luận làm sao để phá vỡ Thông Đảo. Cái tên thích nhất uống sữa thú quái dị này cũng không ngừng bị người đề cập tới. Thế này mà cũng được coi là kỳ, Lục Á ta cảm thấy bởi vì trước nay chưa có ai làm việc cầm thú như vậy không ai đi tấn công thông đạo nên mới để hắn trực tiếp lập kỷ lục này ngày hôm nay không ít người sôi nổi ra tay thông đạo ở các nơi đều vang lên tiếng keng keng nhưng bọn họ đều về không công tất cả đều đã thất bại không được rồi chúng ta ở lĩnh vực tầng cao thông đạo ở những động tiên này khẳng định sẽ kiên cố hơn nhiều ta cảm thấy nên tới sơ thủy địa thử xem tới sơ thủy địa thì cao nhất cũng chỉ phát huy được sức mạnh bàn huyết cảnh kỷ lục vẫn cứ khó phá thôi. lĩnh vực thấp vẫn sẽ dễ hơn mấy chỗ này một chút. ta đang định đi một chuyến đây. nghe nói khối cốt được thưởng đó có thể là của thái cổ di chủng đấy. cái gì quý vậy sao? nếu là của vương chủng hiếm có vậy thì càng nghịch thiên rồi. đi, ta cũng đi xem sao. hư thần giới bốn bề sóng dậy, một hành động của nhóc thì lại khiến khắp nơi không yên. sơ thủy địa mưa ánh sáng tuôn rơi, tảng đá xanh đó gây dựng lại, lại tái hiện bốn khối bảo cốt lại xếp hàng ở phía trên. Thông đạo đã được xây mới, hoàn hảo không sứt mẻ. Cả đám người đều đang đứng ở đó. Trong số đó có trùy túc điều ra, còn có vị tinh bích đại gia đó đứng ở trước nhất. Ba người luân phiên ra trận mệt tới tổ huyết nhưng cũng không có tác dụng gì. Cháu trai ngốc cháu lừa bọn ta đúng không? Thật sự là cháu dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ à trùy thúc thở phì phò hắn là một đại cao thủ động thiên cảnh không ngờ còn không bằng với một thằng nhóc suýt nữa mệt chết ở trên tảng đá xanh lớn này thật mà tốc độ của cháu nhanh hơn mà thôi nhóc thì quả quyết sau đó còn truyền một vài bí pháp rồi đứng cười hờ hờ bảo bọn họ nhất định phải giữ bí mật nửa canh giờ sau cả đám người đều kêu thảm bị ánh sáng do tảng đá xanh phát ra đánh bay bởi vì vẫn tấn công mãi cho nên khiến xương thú phát sáng phù văn đan sen thằng nhóc ngươi nói láo Quát con thật là không phúc hậu. Đánh chết ta cũng không tin ngươi ở trên tảng đá xanh này chạy được tốc độ cực cảnh. Mọi người căm giận, nhóc tì lại mạnh miệng cãi bướng. Đánh chết cũng không nhận là mình nói áo. Sau đó nó đi vòng quanh sơ thủy địa để làm quen tình hình xung quanh. Địa phương có hơi người này đã rất bao la mà ở xa lại càng là núi rừng nguyên thủy vô tận. Nó cảm giác được từng ánh mắt dị dạng có không ít người đang nhìn lén. Dường như là không có ý tốt nhưng nó cũng không để ý ở sơ thủy điện này bất kể ngươi có tu vi cao tới đâu thì cũng chỉ phát huy được sức mạnh bàn huyết cảnh nó chẳng có gì phải lo cả cháu trai cẩn thận một chút đấy có người đang nhằm vào bào cốt của cháu điều gia nhắc nhở đương nhiên mấy cái tên điều gia truy thúc tinh bích đại gia này đều là nhóc tỳ cưỡng ép đặt cho họ làm bọn họ tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì không sao cháu không chọc bọn họ nhóc tỳ không quan tâm mọi người hết nói Ngươi không chọc bọn hắn thì bọn hắn không chọc ngươi đấy. Bọn hắn vốn là đang nhầm vào ngươi mà, là bọn họ muốn đối phó để. Thiếu nữ Thái Loan nhỏ giọng nhắc nhở nàng cảm thấy thằng bé này quá ngốc có thể sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Khiến mấy người này không ngờ tới chính là thằng nhóc này lại hai mắt tỏa sáng. Nắm chặt bàn tay và vô cùng hưng phần nói trên người bọn hắn có đồ gì tốt không? Mọi người, rốt cuộc là ai định cướp của ai? mọi người có cảm giác tinh thần hơi thác loạn một chút. Thiếu nữ lại càng lườm một cái, uổng công mình lo lắng cho nó. Thằng nhóc tham lam này giống như đám người kia cũng đang nghĩ xấu đây mà. Mấy tên ánh mắt hung hãn đó cũng không phải loại lỗ mãng, nói thế nào thì thích nhất uống sữa thú cũng là người phá kỷ lục. Bọn chúng không dám làm bừa, đều đang chờ cao thủ trong tộc mình tới. Nhóc thì căn cứ vào thái độ không chủ động gây chuyện nên cũng không có ra tay nó ở sơ thủy địa đã biết được rất nhiều điều, cuối cùng lại đi vòng tới trước bia đá, bắt đầu đọc những kỷ lục đó. Hỏa vân tiên, dẫm trên lửa trời mà đi tay nghề ngự hỏa đạt tới cực cảnh ở sơ thủy địa. Nhóc thì vẻ mặt ngưng trọng, người này nhất định sẽ rất đáng sợ. Nhưng sau khi nó nhìn thấy ngày tháng ở phía sau liền ngẩn ra, đây là kỷ lục những mấy vạn năm trước. Nó nhanh chóng nhìn xuống dưới, muốn tìm xem kỷ lục những năm gần đây. Yêu Nguyệt nhất niệm hoa khai gỗ khô tái sinh sinh mệnh lực mạnh mẽ ở bàn huyết cảnh không ai có thể vượt qua xem xong kỷ lục dài này nó mới phát hiện vẫn là ngàn năm trước thật vất vả nhóc tì mới lật tới phía sau một cái tên quen thuộc lập tức đập vào mắt nó thạch nghị người trùng đồng thạch nghị sở hữu tiên phú giống với thánh nhân thần nhân thượng cổ quả nhiên cũng đã tới hư thần giới rất có thể còn đang ở trong những động tiên tầng cao hơn nữa thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau